chơi Titan à. Titan gì nhỉ? Titan đường hướng lên. Titan đường hướng lên em đi. Nhưng mà là nâng cấp rồi. Nâng cấp. Rồi ra review đi. Nó nâng cấp to rồi nó rồi. Nó có thể làm với những gì? Nó có súng không? Súng đâu? Không có súng. Có cái này. Trên đầu là gì? Cái trên đầu là gì? Là cái để bắn. Đâu? Nó có di chuyển không? Titan em mình nè, khác với cái con Titan của mình à. Đây cái con Titan mình nhé, nhìn khác là Titan Superman nha, nhưng mà ra không phải đến giống rồi nè. Rồi qua là thử đi, đánh nhau tay đánh nhau với đó có Titan nào mới không? Đây là mới mất các bạn nào Titan đi. Đấy cái bộ này vô kìa, là Titan đi mọi người xem đi. Một Titan bản mới này, mà tôi đã yêu cách là Titan khác. Đây. Còn Titan này nắp khó lắm mọi người. Ôi, đây là kiến. Ừ, làm đi, sau khi kiến là xong. Đây. Đây chính là chiếc khiên. Khiên tạo hình của Titan Cameraman. Khiên tạo hình. Cái khiên của mình cũng nhìn nó, chứ là chúng nó kiếm của Titan. Nhưng mình em cầm cái tay. Ôi rồi. Nó còn đứng. Tao ngủ nó khó. Titan Cameraman. Ngoài của Spiderman. Thấy rồi. Này mà. Ai mọi người ơi, làm đi lại lại. Tay súng laser. Súng laser đây. Tớ này có hay bị hỏng nhưng mà nó vẫn không sai nha. Đây là chiếc Titan của mình nè. Đầu nó đâu nhỉ? Đầu nó đâu? Đây à? Đi. Cái này à? Không phải. Đầu nó đi cái này. Đầu nó đi cái này. Đầu quê. Đặt cho mọi người xem. Đấy. Thấy không? Nhìn này đúng không? Còn toilet hơn. Còn toilet sốc cơ hơn à. Titan. Thế đây là Titan gì đây? Titan gì đây? Đây là Titan Cameraman mà. Hay. Cảm ơn hai người. Nhiều là Titan Cameraman kìa ra. Ơ, hơi đau à. Video đến đây là kết thúc rồi. Đã không, từ từ. Rồi giới thiệu hai Titan với Titan đánh nhau đi. Nào, đấu với ta được chưa? Hay. Cậu. Ui dồi. Từ từ, để đấy cho các bạn xem. Để đấy các bạn xem. Rồi mọi người. Mình đánh một chiêu mà nó tùy đánh một chiêu qua Titan này mà nó đã rơi là thả. Hết đấu với con Titan đầu men đi. Nào hai người đấu với nhau. Không, đây là chiêu duy nguyên. Đấy à? Con người mạnh lắm. Con người mạnh lắm à? Nó bảo con người mạnh lắm rồi mà. Đây gì? Đây thì cây can này. Quay bắt đầu rồi rồi.
cho Titan bởi vì cuối cùng nó mày được truyền Titan đâu mọi người. Từ video đến là hết rồi. Mọi người để subscribe. Nào subscribe cho mình.